Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Rất mừng chúng ta được gặp nhau trong bản tin nhận định thị trường ngày của em. Thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta trải qua một phiên giao dịch khá là buồn tẻ và gây ra sự buồn ngủ cho anh chị em nhà đầu tư. Ngày hôm nay thị trường của chúng ta giao dịch trong một cái biên độ khá là hẹp, khoảng 12 điểm. Với cái mốc điểm thấp nhất là mốc 1.300 điểm và mốc điểm cao nhất là mốc 1.312 điểm. Với cái thanh khoản khá là thấp. Và cái ngày hôm nay anh chị có thể thấy là thị trường của chúng ta giảm 0,11 điểm, tương với 0,01% và đóng phiên ở mốc 1.307 điểm. Với cái độ phân bổ dòng tiền thì anh chị có thể thấy thị trường tăng 219 mã và giảm 214 mã, trong khi đó có 66 mã thì đứng giá. Cái số mã tăng điểm và số mã giảm điểm ngày hôm nay là cân bằng với nhau, thì chúng ta có thể đánh giá đây không phải là một cái phiên xanh bỏ lọc và cái điểm số đóng như gần như tham chiếu. Với cái vận động ngày hôm nay, cái yếu tố thanh khoản, yếu tố biên độ giá giao dịch cũng như là độ phân bổ dòng tiền thì em đánh giá ngày hôm nay thị trường chúng ta đang có một cái sự vận động rất là bình thường sau cái phiên bùng nổ ngày hôm qua chị nhé. Cái điểm sáng ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là đến từ cái nhóm ngành thép, cái nhóm ngành đã giảm giá khá là mạnh trong thời gian vừa qua với những cái cổ phiếu tăng rất là mạnh, chẳng hạn như con Nam Kim hay là con HSG đều là những cái cổ phiếu tăng khá là mạnh trong nhóm ngành của thép ngày hôm nay. Cùng với đó thì các cái cổ phiếu khác trong nhóm ngành điện tăng khá là tốt, nhóm ngành xây dựng vật liệu, nhóm bất động sản, trái ngược với các cái cổ phiếu tăng mạnh ngày hôm nay. Thì chúng ta có thể thấy các cổ phiếu trong ngành ngân hàng sau cái phiên tăng rất là mạnh ngày hôm qua và kéo chỉ số thị trường ta vượt qua mốc 1.300 điểm, thì hôm nay cái nhóm ngành ngân hàng lại là cái nhóm ngành kéo cái điểm số thị trường chúng ta giảm xuống và ngày hôm nay nó đóng góp vào cái điểm số giảm khoảng 2 điểm. Cùng với đó là các cái nhóm ngành như thực phẩm đồ uống này, nhóm ngành nước khí đốt, nhóm ngành dịch vụ tài chính cũng đóng góp vào cái sự giảm điểm thị trường chúng ta ngày hôm nay. Thì chúng ta vừa điểm qua cái phiên giao dịch ngày hôm nay một số cái mặt tối mặt sáng trong thị trường chúng ta. Sau đây chúng ta sẽ đi vào để phân tích cái chỉ số thị trường chung VN-Index ngày hôm nay đã vận động ra sao và những cái kịch bản trong thời gian tới mà chúng ta đang sẽ hướng đến. Thì trong phiên ngày hôm nay chị có thể thấy là thị trường của chúng ta, nếu như anh chị nhìn lên cái chart đồ thị giờ thì anh chị có thể thấy là thị trường đã có hai cái thời điểm quay trở lại test cái mốc giá 1.300 điểm, đó là vào cái thời điểm khoảng 10 giờ sáng và cái thời điểm sau đó là thời điểm đầu phiên chiều là khoảng 13 giờ chiều. Hai phiên test đó thì thị trường của chúng ta sau khi có những cái nhịp nhúng xuống khoảng vùng giá 1.300 điểm thì đây cái lực cầu vào khá là tốt và đã đẩy giá của thị trường chúng ta lên bằng hình thái cây nến rung chân, và cái thanh khoản ở những cái lần test đó đang có sự cạn kiệt dần, thì đây cũng là một cái điểm cộng cho thị trường của chúng ta trong phiên ngày hôm nay, khi cho thấy là khi thị trường nó quay trở lại cái mốc 1.300 điểm thì đã có lực cầu đó và những cái phiên test trở lại thì cái lực cung nó đã bán ra ít hơn, thì đó là cái điểm khá là tích cực của thị trường ta ngày hôm nay khi quay trở lại cái ngưỡng kháng cự tâm lý 1.300 điểm đã được vượt qua ngày hôm qua và nó đã có những cái lực cầu bắt lên ở vùng giá đó. Thì nhìn lên biểu đồ ngày, chúng ta vẫn đang kỳ vọng thị trường ta trước mắt nó sẽ kéo về cái vùng giá ngưỡng ở cái mức gap đó, mức 1.330 điểm mà chúng ta đã trao đổi trong rất nhiều video trước đó. Thì từ cái vùng giá này, nghĩa là vùng giá 1.307 điểm cho đến vùng giá 1.330 điểm đó thì nó cũng chỉ còn khoảng 23 điểm thôi. Thì anh chị hãy chú ý cho em, trên cái quãng đường đi lên cái vùng gap đó chắc chắn nó sẽ xảy ra quá trình rung lắc rất là mạnh, nó sẽ gây cho anh chị chúng ta sẽ có một cái cảm giác chóng mặt hoa mắt, nên chị em chúng ta cần phải chuẩn bị tinh thần thật là kỹ để chuẩn bị đón những cái phiên như thế chị nhé. Đấy, chúng ta phải chuẩn bị tinh thần chứ không phải là đến cái lúc đó nó xảy ra những cái sự như thế thì anh chị lại bắt đầu lên những cái diễn đàn rồi vào các cái zoom hội nhóm chúng ta có những cái cảm xúc nó không được vui vẻ. Đấy, chúng ta phải chuẩn bị trước những cái kịch bản nó sẽ xảy ra như thế sẽ thế chị nhá. Đấy, thì nhưng mà thị trường chúng ta em để ý thì nó lại, mặc dù chúng ta đang kỳ vọng hướng đến cái vùng giá 1.330 điểm bên trên này, nhưng có một điều em thấy nó không được tích cực cho lắm là thị trường chúng ta nó có ba cái phiên đi lên như này nhưng nó lại phân kỳ với cái khối lượng chị ạ, nghĩa là đi lên nhưng mà cái khối lượng thì lại giảm xuống, thì đây là một cái điểm trừ mà anh chị nên lưu ý. Nó cho thấy điều gì ạ? Nó cho thấy là cái lực cầu của thị trường chúng ta đang yếu dần đi khi thị trường ta tiến lên cái vùng giá bên trên. Một phần nó đến từ yếu tố gì ạ? Một phần nó đến từ yếu tố là thị trường ta sau cái phiên tăng mở gap ngày 8 tháng 6 thì cái dòng tiền nó sẽ rất là lưỡng lự, nó sẽ cảm thấy rất là lo lắng khi tham gia thị trường mà nó vẫn còn cái gap ở vùng giá bên dưới. Ở vùng giá bên dưới. Đấy, vùng giá bên dưới khi mà nó mở gap ra, khi mà thị trường chúng ta mở gap ấy, nó thường có những cái động thái quay trở lại lớp gap, anh chị có thể nhìn lại. Mỗi cái lần nó quay trở lớp gap ấy thì là những cái lần nó gây ra một cái sự mệt mỏi cho anh chị đầu tư đấy. Anh chị ơi, mở gap ra, sau mỗi cái lần nó lớp gap này, nó sẽ gây ra một cái sự rủi ro và thua lỗ rất lớn cho anh chị em nhà đầu tư. Nên thường chúng ta sẽ có cái sự đề phòng.
anh chị em nhà đầu tư sẽ có sự đề phòng sau khi thị trường mở gap, thì đó là lý do vì sao cái thanh khoản của chúng ta nó không được tăng mạnh sau những cái phiên, sau cái phiên break ngày hôm qua hay là những cái phiên trước đó. Đấy thì anh chị hãy lưu ý đến một điều đó, khi mà thị trường đang đi lên, cái thanh khoản đang có sự giảm đi. Bởi vì khi mà cái dòng tiền không vào thì thị trường chúng ta nó sẽ không thể đi lên cái vùng cao mới. Đấy thì em kỳ vọng trong thời gian tới, trong những phiên tới thị trường nó sẽ quay trở lại đây để lấp lại cái gap này, để nó kích thích cái dòng tiền đứng ngoài, thị trường sẽ quay trở lại và mua những cái cổ phiếu để đẩy thị trường ta nó tiến đến những cái vùng giá cao mới, thay vì nó quá cứ giữ quá lâu trên vùng gap. Anh chị có thể thấy này, khi thị trường ta ấy, mà nó giữ lâu trên vùng gap này thì trước sau gì nó cũng sẽ quay trở lại lớp gap ấy. Anh chị nhìn lên cái lịch sử, anh chị thấy không, nó giữ 5 phiên thì sau đó nó vẫn quay trở lại lớp gap. Thì cái quá trình quay trở lại lớp gap này thì tài khoản anh chị mà chúng ta có khi đang lãi trở thành lỗ ngay được. Đấy thì chúng ta cũng phải chú ý điều đó chị nhá. Và một điều nữa cho thị trường chúng ta là ngày mai lượng hàng T3 của phiên bắt đáy nó về, cái thanh khoản của cái phiên bắt đáy đó rất là lớn, đúng không anh chị có thể nhìn này. Đấy, nó lớn còn hơn cả cái phiên của gì, phiên bùng theo đà. Thì anh chị nên chú ý cái phiên ngày mai, nếu như thị trường chúng ta đầu phiên ngày mai mà nó có sự hưng phấn, nó tăng rất là mạnh thì anh chị em chúng ta tuyệt đối không được tham gia, bởi vì nó chưa hấp thụ được cái lượng cung của cái phiên bắt đáy. Mà anh chị em lại tham gia FOMO thì có thể là đầu phiên nó cố tình nó kéo lên đấy để tạo ra sự hưng phấn và anh chị mua phải những cái vùng giá bên trên cao, và anh chị đu ngay vào cái đỉnh ngắn hạn thì sao, đúng không ạ? Và anh chị rất là khó để về bờ, nếu như chị đu trên đấy chẳng biết bao giờ về bờ, nếu như có điều chỉnh lớp gáp anh chị còn thua lỗ rất lớn. Đấy thì anh chị chú ý ngày mai cái lượng hàng T3 về, nếu như đầu phiên nó có sự hưng phấn thì anh chị em chúng ta tuyệt đối không được mua đuổi, mua FOMO. Còn nếu như nó có những nhịp điều chỉnh thì đấy là một điều rất tuyệt vời, biết đâu nó gì ngày mai cái lượng cung của phiên bắt đáy lớn nó về và nó nhân tiện cơ hội đó và là gì có lớp gáp thì đấy cũng là một điều rất là tuyệt vời. Đấy là cái mong đợi thôi anh chị, đấy mong đợi thôi. Nhưng thông thường ấy, sau khi những cái nhịp rút chân này thì thị trường nó sẽ có những vài phiên đi trên đây cơ. Đấy để nó tạo cho cái cảm giác anh chị rất là khó chịu. Anh chị đứng ngoài anh chị không chịu được, mà anh chị mua vào thì anh chị lại lo lắng về cái việc lớp gáp. Nghĩa là nó đi đây trên này 2-3 phiên, anh chị sẽ không biết bờ nó lấp, nhưng mà nó cứ giữ ở vùng giá bên trên và anh chị chúng ta cứ chờ lớp gáp nó không lấp. Đến một ngày anh chị không chịu nữa, anh chị mua vào vùng giá bên trên thì nó lại là cái ngày nó quay đến lớp gáp đây. Đấy thì đó là những cái nghịch lý trên thị trường mà chúng ta hết sức là cẩn trọng anh chị nhá. Hết sức là cẩn trọng trong những cái phiên giao dịch tiếp theo, bởi vì thị trường đã giao dịch thanh khoản thấp và nó có cái vùng gap như này, nó cũng khá là rủi ro đấy chị nhá, khá là rủi ro chị. Đấy thì có thể thị trường ta nó sẽ giống các đoạn trước đây, nó sẽ tạo ra một vùng giá đi ngang, đấy vùng giá đi ngang, và đến một cái ngày nào đó nhá chị nhá, đến một cái ngày đẹp trời nào đó với một cái lý do gì đó trên thế giới hay là trên thị trường thì nó mượn gió bẻ măng nó đạp thị trường ta xuống. Đấy, đạp thị trường ta xuống thì khi đạp thị trường chúng ta xuống ấy, thì như anh chị đã xem kênh của em, anh chị đã nắm được rồi, thì nếu như nó đạp xuống anh chị chúng ta cũng không có gì phải lo lắng anh chị nhá, không có gì phải lo lắng cả, bởi vì nó đạp xuống thì chúng ta đó là cơ hội để chúng ta có thể giải ngân trong cái đoạn tiếp theo. Sẽ có hai trường hợp xảy ra, nếu như thị trường chúng ta đi ngang ở trên vùng giá khoảng 1307 này, nó đi ngang quanh đây nó không quay trở lại, nó không kéo thẳng lên. Đấy, nếu như nó kéo thẳng lên cái vùng giá 1330 thì anh chị em hãy tranh thủ chúng ta chốt lời, được chưa? Kịch bản đầu tiên ấy, nó cứ kéo thẳng lên đây, nó không giữ là nó cứ mặc kệ gap này đây, nó cứ kéo thẳng lên vùng giá 1330 hay là vùng giá bên trên thì chúng ta hãy canh, chúng ta bán hàng ra, bán hết ra. Còn trường hợp đi ngang đây và nó rũ xuống bên dưới để lấp gap ở cái vùng giá 1291 điểm thì anh chị em chúng ta hãy chờ đợi cái gì ạ? Chúng ta hãy chờ đợi, một là ngày hôm đó nó kéo nó lấp được gap này nhá và nó kéo rút chân ngay thì đó là anh chị em chúng ta sẽ nhảy vào mua được chưa? Khi đó chị em chúng ta sẽ tự tin để giải ngân một cái tỷ trọng lớn. Hoặc là trường hợp thứ hai là thị trường ta quay trở lại lớp gap nhưng nó sẽ không rút chân mà nó đợi đến phiên sau rút chân. Thì chị có thể thấy cái trường hợp thứ hai em muốn đề cập nó sẽ giống như ở đây này. Nó sẽ giống như cái giai đoạn chẳng hạn như giai đoạn trước đây chúng ta sẽ có những cái phiên chẳng hạn như nó sẽ tạo ra đây, chẳng hạn như đây đi. Đấy, sau khi thị trường ta mở gap đây đúng không ạ? Thì nó sẽ có một cái giai đoạn đi lên ở bên trên này. Đấy, sau đó nó sẽ có một phiên rơi thẳng xuống bên dưới và nó không có lực đỡ. Đấy, phiên đó sẽ không có lực đỡ, được chưa? Và cái phiên chúng ta mua sẽ là phiên sau đó của cái phiên rơi đấy. Thì kịch bản này bản em đang đưa ra trong trường hợp mà thị trường nó không rút chân ấy, trường hợp thứ nhất là nó rơi xuống rút chân, anh chị có thể giải ngân được, mua được với tỷ trọng lớn. Trường hợp thứ hai là thị trường ta nó rơi luôn một cây đây, chúng ta không được bắt đáy vội bởi vì chưa chắc là thị trường đã tạo đáy đây và nó tiếp tục rơi thì làm sao, tiếp tục rơi gãy cái nền ở trên này thì sao. Đấy, chúng ta hãy đợi cho cái phiên sau mà nó sẽ tạo ra một cây nến gì, một cây nến tăng xanh thì chúng ta sẽ tham gia và cũng giải ngân một cái tỷ trọng lớn được, bởi vì khi đó thị trường đã lấp gáp rồi và cái trạng thái nó sẽ an toàn hơn. Đấy, nó sẽ giống như ở đây anh chị này. Đấy, phiên trước rơi không tham gia nhưng cái phiên sau khi nó hồi phục lên đấy thì chúng ta sẽ tham gia phiên đó. Đấy thì anh chị chú ý, đấy kịch bản nó sẽ như thế.
Nhiều anh chị sẽ bảo là thế thì bây giờ anh chị sẽ chờ đến khi nào thị trường lớp gáp anh chị mới được tham gia. Thì không, em ở đây em không bảo anh chị là chúng ta hãy đợi lớp gáp chúng ta tham gia, mà em đang muốn nói đến cái vấn đề quản trị rủi ro cho anh chị nhà đầu tư, đúng không anh chị? Nghĩa là tất nhiên anh chị trong cái vùng này anh chị vẫn có thể giao dịch được, nhưng anh chị hãy hạ quy mô vốn của mình xuống, giao dịch ở một cái tỷ trọng rất là nhỏ thôi đấy. Và chúng ta vẫn phải đảm bảo là chúng ta phải mua, đặc biệt phải mua cổ phiếu từ xuất phát từ một cái nền giá đủ tốt đi lên nhá. Và nó có gì, và nó phải đảm bảo yếu tố khối lượng và giá, nó phải xác nhận hình thành cái mẫu hình gì đó, phải có quá trình test cung thành công với cái thanh khoản cạn kiệt, thì khi đó nó đi lên nó sẽ an toàn hơn cho anh chị bằng việc anh chị cứ mua bừa bãi nhé anh chị nhá. Đấy, cái việc lắp ráp đây là em nói đến cái tỷ trọng chúng ta phải tham gia vào cái sự an toàn, nghĩa là khi nó lắp vào thì anh chị em chúng ta sẽ mở mua sẽ an toàn hơn, bởi vì nó đã lắp ráp. Nhưng là không lắp chúng ta vẫn phải chiến đấu chứ, chẳng ngày mai chị thấy cổ phiếu nào nó chạy đúng mẫu hình của anh chị, đúng phương pháp thì chúng ta phải nhảy vào chúng ta mua, chẳng có lý gì chúng ta không mua đúng không anh chị. Nhưng vấn đề là quy mô vốn chúng ta hạ xuống thôi là được, từ trên chị đấy nó sẽ như thế. Chúng ta không phải là nhất nhất là phải đợi lớp gáp, nhưng chúng ta phải quản trị rủi ro phải cực kỳ cẩn trọng, đấy là cái điều mà chúng ta cần phải hướng đến. Bởi vì chúng ta tham gia mà chúng ta không quản trị rủi ro, chúng ta rất là gì dễ gặp thua lỗ, và khi chúng ta thua lỗ rồi thì chúng ta sợ thị trường và chúng ta sẽ lại nảy sinh ra nhiều tâm lý tiêu cực với thị trường, và khi chúng ta mất các cái năng lượng tích cực thì chúng ta lại càng khó kiếm tiền trên thị trường chứng khoán nha anh chị nhá. Đấy, thì anh chị chú ý cho em cái điều như thế, chứ chúng ta không phải đợi cái lớp gáp về. Đấy, đợi lớp gáp về, đấy là kịch bản cho thị trường ta trong những phiên tiếp theo được cho anh chị. Đấy, anh chị hãy chú ý về cái gap này, hãy chú ý về cái vùng giá bên trên nếu như nó kéo lên. Đấy là những cái kịch bản, thì sau đây thì em cũng sẽ đi vào để phân tích các cái nhóm ngành, và em sẽ gợi ý cho anh chị một số cái nhóm ngành mà trong thời gian tới có thể nó sẽ có những cái nhịp đi, và anh chị hãy chú ý những nhóm ngành đó. Và anh chị phải chú ý này, anh chị phải chú ý là nó phải đủ yếu tố về giá khối lượng anh chị mới tham gia nhé, chứ không phải là em đưa ra những cái mã cổ phiếu anh chị đưa vào cái list của mình ngày mai chị múc luôn, anh chị all in ngay thì điều đó là không tốt. Chúng ta phải đợi nó đi đúng kịch bản, đúng cái vùng giá, đúng cái sự xác nhận thì chúng ta mới tham gia nhé chị nhá. Và nếu như anh chị khi xem theo dõi cái video của em mà có nhiều mã cổ phiếu em không phân tích được, thì anh chị cứ để bên dưới phần comment anh chị hãy ghi rõ cái vùng giá anh chị mua bao nhiêu bán bao nhiêu này, và mua bao nhiêu này, và anh chị muốn nắm giữ hay là muốn bán đi, và anh chị gì ạ, và anh chị phải đưa cho em chính xác cái điểm mua anh chị nếu như chị muốn bán, để em sẽ giải đáp cho anh chị được cho anh chị. Bởi vì trong khuôn khổ một video em không thể nào em giải đáp hết cho anh chị được, nó là một cái điều bất khả thi, bởi vì thị trường ta nó có hàng nghìn mã chứng khoán mà một cái video ngắn thì không thể giải thích được hết từ trên chị, không thể phân tích được hết. Thì anh chị chú ý cho em, anh chị cứ để xuống, và đặc biệt là anh chị comment sớm thì em sẽ trả lời sớm. Nếu như ngày mai 9 giờ chị comment thì chắc chắn là rất là khó luôn anh chị, bởi vì khi đó là vào trong phiên rồi, thì đó em sẽ phải quan sát bảng điện, em sẽ phải báo bảng điện, và em sẽ phải hỗ trợ khách hàng của em. Đấy, đấy là điều mà em muốn chú ý với anh chị. Thì trong thời gian tới em có hai cái nhóm ngành mà em muốn chú ý với anh chị. Đầu tiên để ưu tiên là anh chị hãy chú ý cho em, đầu tiên là nhóm ngành của than anh chị nhé. Nhưng mà than thì thực ra là cái tỷ trọng cái thanh khoản nó thấp thôi, nhưng anh chị có thể tham gia, có thể cà phê được. Lý do là sao? Lý do đầu tiên là nó đến từ cái yếu tố là các cổ phiếu trong nhóm ngành than ấy nó đang dần dần nó thu hẹp cái biên độ lại anh chị ạ, nó đang hướng lên vòng cung này, thì rất có thể trong cái phiên ngày mai đi ngay, rất có thể anh chị nhé, rất có thể trong ngành than ngày mai đi ngay. Thì anh chị hãy chú ý đến cổ phiếu nhóm ngành than cho em, bởi vì ngày hôm nay nó có một phiên test cung thanh khoản rất là thấp đây đấy, thì ngày mai đi thì anh chị cứ tự tin gì lên tàu, bởi vì nó đã có một quá trình rũ xuống rồi, quá trình rũ xuống và quá trình hồi phục theo hình đường vòng cung rồi đấy, thì em đánh giá rất có thể ngày mai nó đi. Thế chị hãy chú ý đến cổ phiếu của nhóm ngành than, đầu tiên con NBC đây đấy, hay là con than đèo than TDN chị nhá, than đèo nay đây này, anh chị thấy không, nó thu dựng hẹp dần biên độ và ngày mai kết cung thanh khoản rất thấp đây đấy, mặc dù cái thanh khoản nó thấp thôi, nó chỉ dành cho anh chị đánh cà phê được đấy, nhưng anh chị thấy không, nó quá trình này test này, nó quá trình test này, test chưa, test cung chưa, những cái bài học test cung mà em hôm trước hướng dẫn anh chị có nhớ không ạ, này test này, test chưa, hồi phục chưa, đang thu hẹp biên độ chưa, ngày mai đi thì sao, được chưa anh chị, ok cho anh chị đấy. Đấy là cổ phiếu TN hay TVD sao, TVD thì nó còn khỏe hơn, nghĩa là nó gần như là nó trong quá trình thị trường chúng ta hồi phục này, nó đã hồi phục ngay về vùng đỉnh rồi đấy, thì em đánh giá những cái con cận đỉnh này sẽ là những cái con cổ phiếu rất là khỏe mà anh chị chúng ta cần phải chú ý được cho anh chị. Hiện tại thì chúng ta những cái con nào càng khỏe ấy, nó càng cận đỉnh thì chúng ta càng phải chú ý. Nhưng mà TVD này anh chị thấy không, nó gì, nó đi lên vùng đỉnh và nó đang có sự cạn kiệt về thanh khoản thì rất là tốt, và nó đã có những cái dấu hiệu dòng tiền lớn tham gia đây rồi đấy, dấu hiệu dòng tiền lớn tham gia đây. Thế chị hãy chú ý đến cổ phiếu của nhóm ngành than TVD được chưa chị, nếu như ngày mai nó đi thì chúng ta vẫn có thể tham gia được, nhưng anh chị hãy chú ý là tham gia tỷ trọng thấp thôi, bởi vì nền giá con này nó rất là ít rồi, nền giá ít nhá,
nền giá không được đủ đủ cái độ độ gọi độ chắc chắn. Đấy, tiếp theo con CST. CST anh chị có thể thấy đúng không? Nó là gì? Nó đi lên này, nó có những phiên rũ bỏ này, nó hồi phục này, đi ngang này. Thế ngày mai đi thì có được không ạ? Ngày mai đi thì làm sao ạ? Chúng ta có tham gia không? Tham gia gì anh chị? Đấy, có thể nó xác nhận là hoàn thành mô hình gì ạ? Vai đầu vai ngược đây. Đấy thì anh chị hãy chú ý đến cổ phiếu của nhóm ngành than rồi chưa anh chị? Đấy. Tiếp theo là cổ phiếu của TC6 ạ. T6 cũng thế đấy. Ok chưa ạ? Giống nhau chưa? Ngày mai đi thì sao? Ngày mai đi thì lên tàu anh chị. Còn gì mà phải nóng với chờ. Và nó có thể đi lên trên đây. Đấy, anh chị chú ý nhá. Cổ phiếu của nhóm ngành than này đánh giá rất có khả năng nó sẽ đi trong những cái phiên tiếp theo. Thế anh chị hãy cho vào cái link quan sát. Tất nhiên là anh chị chưa rõ cái điểm mua điểm bán thì anh chị có thể phải làm khách hàng của em, tham gia zoom khách hàng của em và gì ạ? Chỉ cần có tài khoản tại công ty VPS gắn ID của em và gì và phát sinh giao dịch là xong, là anh chị chúng ta tham gia, và khi có điểm mua điểm bán thì em sẽ thông báo rõ ràng điểm mua điểm bán để anh chị chúng ta có thể tham gia với một cái gì, một cái sự tự tin, bởi vì chúng ta biết được là vùng giá nào chúng ta sẽ mua, vùng giá nào chúng ta sẽ bán, được chưa anh chị? Đấy, chị chú ý em, nhóm ngành than. Tiếp theo một nhóm ngành nữa mà em đánh giá rất là cao trong tháng tới có thể chạy, đó là nhóm ngành cổ phiếu của phần bón hóa chất. Đấy, phần hóa chất, bởi vì nó đã có một nhịp chững lại và đang có một quá trình xây nền khá là tốt, chẳng hạn như con DCM, anh chị thấy không? DCM nó đang có quá trình bắt đầu siết nền giá, và anh chị thấy cái biên độ nến bắt đầu thu hẹp lại chưa? Những cái phiên bắt đầu cái cây nến nó bắt đầu thu hẹp lại. Và một điều nữa gì ạ? Với một điều nữa, thanh khoản đang sự cạn kiệt. Hai yếu tố này là hai yếu tố rất là tích cực trong quá trình xây nền của cổ phiếu. Thì cổ phiếu DCM anh chị em chúng ta hãy chú ý trong những phiên tiếp theo, nếu như nó tiếp tục xây nền và có quá trình gì thu hẹp dần cái biên độ lại thì chúng ta gì hãy đợi một cái phiên xác nhận bùng nổ thì chúng ta có thể tham gia được với cổ phiếu DCM. Nó đang quay trở lại vùng giá bên đây đâu, vùng giá đỉnh bên đây đâu, thì nó gì thì nó quá trình tích lũy là một quá trình hết sức bình thường anh chị nhá. Chúng ta thấy không, nó rất là khỏe, thị trường giảm rất nhiều nhưng mà nó vẫn giữ giá đây, nó liên tục đi ngang đây, thì tội gì mà chúng ta chú ý đến cổ phiếu của nhóm ngành phân bón chất đúng không anh chị? Đây có thể là những cái món quà dành cho anh chị đấy, nó đang đứng EM10 nhá, em đánh giá là có thể đứng EM10, nó chỉ kéo trên đây thôi, kéo lên trên đây này đấy là nó đi, thì nó nếu mà thăm minh ra thì nó mất khoảng 2 đến 3 phiên nữa nó đi, có thể sang đầu tuần sau hoặc ngày mai chạy luôn thì chúng ta cũng phải tham gia chứ. Đấy, chị chú ý cho em nhóm ngành của đến cổ phiếu của DCM. Tiếp theo là cổ phiếu DPM. Cổ phiếu DPM cũng thế, tích cực không anh chị? Quá tích cực chứ. Ngày hôm nay nó một phiên này, test cung này, thanh khoản thấp chưa? Nền giá chưa? Đẹp chưa ạ? Thế mà, nếu mà đi thì sao? Có tham gia không anh chị? Tham gia vào chứ. Làm sao chúng ta bỏ lỡ được? Đấy, chị chú ý em nhé. Nó có một cái cản đây thì nó một điều bình thường thôi. Nhóm ngành của hóa chất là nhóm ngành điên anh chị nhá. Nó khi nó chạy ấy, anh chị thấy không? Nó thường này, nó chỉ tích lũy một đoạn thôi. Nó này, dày như này đúng không? Đoạn chưa anh chị thấy không? Dày như này mà nó chỉ mất một phiên nó đi thẳng. Thì đoạn này nó cũng thế, đoạn này cũng thế đúng không chị? Dày như này đúng không? Ngày mai nó phi luôn, nó sợ gì? Chỉ cần dòng tiền mạnh vào phi luôn. Đấy thì anh chị chú ý em với nhá. Nếu như nó đi, nó phi, cứ tự tin có thể giải ngân được. Được chưa anh chị? Hay cổ phiếu BFC thì kênh hơi dưới, chúng ta hãy chọn những cổ phiếu khỏe nhất. Tất nhiên BFC anh chị có thể tham gia nếu như nhóm ngành của phân bón hóa chất nó chạy. Cổ phiếu lát cũng được, cổ phiếu lát ngày hôm nay nó làm phiên test cung thanh khoản thấp này cũng là tốt, tuy nhiên nó kênh hơi dưới một chút, tất nhiên là nó chạy thì chúng ta vẫn có thể tham gia được đấy, tham gia được. Nói chung em cũng chú ý cổ phiếu này, tuy nhiên thì nó kênh hơi thấp thì em sẽ có vẻ thể vào một tỷ trọng thấp, nhưng em sẽ tập trung vào cổ phiếu khỏe nhưng còn DCM DPM chị ạ. Đấy, tiếp theo chúng ta đến với cổ phiếu của DGC. DGC nó tăng nhảy thì tất nhiên là gì ạ? Tất nhiên là không tham gia rồi anh chị, chúng ta tham gia làm sao được những cái cổ phiếu nó tăng hở gáp như này. Đấy thì kệ thôi, chúng ta bỏ qua. Sau này nếu như cổ phiếu của DGC nó tạo một cái nền giá, vùng giá bên trên vùng giá 126 này thì chúng ta sẽ tham gia. Đấy, chúng ta đơn giản thôi, chúng ta cần gì phải tham gia, chúng ta đợi cho nó có những cái nền giá như ở con DCM, con DPM thì lúc đó chúng ta mới quan sát đúng không chị? Nó đẹp như này mà. Đấy, cổ phiếu CNV sao? CNV thì ngày hôm nay nó chứng lại rồi, thì anh chị chú ý nhé, cổ phiếu CNV có thể cho anh chị chúng ta những cái điểm mua tiếp theo. Đấy, điểm mua tiếp theo có thể nó sẽ tạo một cái nền giá đây, chúng ta sẽ đánh T cộng đây, tạo một cái nền giá đây quanh vùng giá 54, tạo vùng giá đây với cái thanh khoản có sự cạn kiệt dần và nó xác nhận nó đi thì chúng ta có thể tham gia một nhịp nền ngắn được. Đấy, nhưng mà con này có nhiều cả thì anh chị em chúng ta phải gì ạ? Phải cân nhắc nha anh chị nhá. Chúng ta hãy tìm những cái cổ phiếu nó ít cả, ít kháng cự nhất thì sau này nó đi nó sẽ mang lại cái tỷ suất sinh lợi cho anh chị nhiều hơn, được chưa anh chị? Nha anh chị nhá. Đấy là cổ phiếu, hai cái nhóm cổ phiếu mang đánh giá trong thời gian tới có nhiều khả năng nó sẽ đi, và anh chị hãy chú ý đến hai nhóm ngành đó. Thị trường nó đang có sự phân hóa, cái dòng tiền luân chuyển rất nhiều. Anh chị em nhà đầu tư chúng ta chưa có kinh nghiệm, chúng ta rất là khó để nhìn ra nhá. Rất là khó để nhìn ra dòng nào anh chị, chúng ta có thể tập trung vào một nhóm ngành này, anh chị cứ tập trung, có khi tập trung cả tháng giờ.
Có khi nhóm ngành thép là anh chị cứ mãi mãi chị cứ nhìn nhóm ngành thép không, thì đó là một cái điều chúng ta trong hiện tại nếu như anh chị hơi chậm chạp, chưa có dòng tiền, à chưa có một cái tầm nhìn về cái dòng tiền đủ tốt đấy. Đấy, thì anh chị có thể từ những video của em thì anh chị có thể đưa ra cho mình những cái góc nhìn tốt hơn nha chị nhá. Anh chị nhớ like video của em, nhớ đăng ký kênh của em được chưa, ủng hộ em để những video sau em tiếp tục dạy có những cái video chất lượng hơn để gửi tới anh chị nha chị nhá. Đó là cổ phiếu trong nhóm ngành của hai nhóm ngành mà em đánh giá trong ngày tới khá là tốt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích một số cái nhóm ngành khác, tích qua chị nhá. Chúng ta sẽ phân tích một số nhóm ngành khác. Chúng ta sẽ đến với nhóm ngành của thủy sản. Nhóm ngành thủy sản thì hiện tại em đánh giá chúng ta sẽ chưa tham gia vội, mặc dù ngày hôm nay nó có một phiên test khung khá là tốt đấy. Tất nhiên là chẳng hạn như cổ phiếu của VSC, VSC thì nó đang dao động mạnh như này thì chúng ta sẽ chưa tham gia vội chị nhá. Đó, như em bảo nó có đường dây xe lửa thì tất nhiên cái đường dây xe lửa lửa này là cái dấu hiệu để anh chị em chúng ta sẽ thoát ra. Tuy nhiên không phải là chúng ta thoát ra và chúng ta sẽ không bao giờ nhìn lại nó nữa, mà cái việc chúng ta thoát ra ấy, là chúng ta sẽ thoát ra tạm thời, bởi vì đây là một dấu hiệu của việc gì, đây là một dấu hiệu của việc cổ phiếu ấy nó đang có dao động mạnh và đang trong quá trình phân phối với thanh khoản lớn. Thì chúng ta hãy đợi cho cổ phiếu này nó, nếu như nhá, nếu như con VSC này nó đi ngang đây một khoảng thời gian nữa và cái thanh khoản của nó lại có sự cạn kiệt đi, khi đó nó lại đẹp anh chị ạ, khi đó thì nó lại đẹp. Còn hiện tại thì nó đang dao động như này thì em đánh giá nó không được đẹp cho lắm đấy, thì anh chị cân nhắc nhá. Trong thời gian tới nếu như nó tái tích lũy trở lại đẹp trở lại, siết nền giá, thanh khoản cạn kiệt và nó bùng nổ đi thì anh chị em chúng ta có thể tham gia, nhưng hiện tại thì chúng ta sẽ chưa tham gia vội, được chưa anh chị? Chúng ta sẽ chưa tham gia vội đấy. Trong nhóm này con MPC này anh chị có thể chú ý này, MPC thì nó bối đỉnh rồi, nó bối đỉnh phiên ngày hôm qua, thì ngày hôm nay nó chỉ là một phiên test lại đỉnh thôi đấy. Ngày trước thì em đang kỳ vọng nó sẽ tạo thành cái mẫu hình là cốc tay cầm đây đấy, thì nó khả năng trong thời gian tới nó cũng sẽ tạo thành, nó có thể là đi đây đấy, có thể nó sẽ đi đây, thì anh chị em hãy chú ý đến cổ phiếu của MPC để chúng ta hãy tham gia ở những cái phiên sau này nếu như nó có trình test đỉnh đấy chị nhá. Đấy, nó có trình test đỉnh thì nó sau này nó sẽ đi thì chúng ta sẽ tham gia thôi anh chị ạ. Thì anh chị chú ý cho em con MPC này đấy, nó test đỉnh và thành công với thanh khoản có sự cạn kiệt dần thì sau này chúng ta có thể tham gia được với con MPC nhé chị nhá. Đấy, con MPC đấy là một số cổ phiếu trong nhóm ngành thủy sản. Tất nhiên là còn một số cổ phiếu khác thì anh chị hãy để bên dưới phần comment được chưa, em sẽ giải đáp cho anh chị. Đấy, em chỉ điểm qua thôi. Ngày nay nhóm ngành cổ phiếu của cảng biển thì nó cũng có sự phân hóa. Ngày hôm nay thì cổ phiếu của con VSC này thì nó tích cực hơn cả đấy, nó ngày hôm nay có nhịp kéo đi khá là tốt, nhưng mà em thì em bán trong phiên ngày hôm qua, bán vùng giá bên trên này đấy, thì thôi đi rồi thì chúng ta cứ đợi chờ thêm xem ra sao, bởi vì nó cũng có quá trình tăng khá là dốc, tăng khá là thấp đây đấy, thì có thể trong thời gian tới nó sẽ có nhịp tái tích lũy trở lại tạo một nền giá bên đây thì chúng ta có thể tham gia trở lại. Còn chúng ta không cần cần gì hối tiếc, đánh ngắn thì chúng ta chẳng thể bán được ngay đỉnh đúng không anh chị, chúng ta bán ra rồi thì chúng ta sẽ chờ cơ hội để vào lại, chúng ta cứ đánh vòng tròn xoay tiền thật là nhanh trong hiện tại. Cổ phiếu HAH thì ngày hôm nay là một cái phiên của nó là một phiên test cung, thanh khoản khá là thấp thì đó là một cái tín hiệu tích cực, đây chỉ là một cái tín hiệu tích cực thôi chị nhá. Còn để đánh giá mà chúng ta có thể mua mới được con HAH hay chưa thì em đánh giá là chúng ta sẽ chưa mua mới được con cổ phiếu HAH, chúng ta hãy chờ đợi thêm đi chị nhá. Đấy, nó giống như trường hợp của con VSC thì nó sẽ cần phải một quá trình siết nền giá đây trước khi nó sẽ tạo ra những cái nhịp đi tiếp theo, đấy là cái yếu tố cần nha chị nhá, yếu tố cần chúng ta phải có như thế. Còn hiện tại nếu như anh chị chúng ta mà có ý định tham gia thì em khuyên là chúng ta vẫn chưa tham gia, cứ bình tĩnh anh chị nhá. Ngày hôm nay nó test cung được rồi nhưng những cái phiên thanh khoản lớn như này nó chưa về anh chị ạ, nó chưa đủ để biết được là những cái phiên đó đã ra rũ hết hàng hay chưa. Đấy, thì anh chị chú ý đây là con HAH hay là con GMD sao. GMD thì ngày hôm nay là một cái phiên test lại đỉnh ở đây, thì test lại đỉnh ngày hôm nay thì thanh khoản thấp như này thì cũng là một cái yếu tố tích cực. Thực ra thì ngay đầu phiên này thì em và khách hàng cũng đã bán rồi, nghĩa là bán vùng giá bên trên này thì sau này nó tái tích lũy trở lại nó tích cực thì mình sẽ chú ý lại sau chị ạ, chú ý lại sau. Trong hiện tại thì đánh với cái chiến lược là mình thua thì mình thua ít nhất và mình lời làm sao thì mình chỉ đảm bảo khoảng lời của mình khoảng 10-15% thì cũng là được rồi đấy. 15% thì chúng ta đảm bảo làm sao mình chỉ lỗ 2-3% thôi, thì khi đó cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro anh chị là 3/1 hay là gì, hay là 3 hay là 2/1 thì nó sẽ là tích cực hơn anh chị ạ. Đấy, thì khi mà chúng ta đặt cái mức lãi của chúng ta chỉ khoảng 15% thì chúng ta cũng phải giảm mức lỗ xuống, chứ không phải khi nào chúng ta cũng đặt cái mức lỗ là 4% hay 6% chúng ta cắt thì cái đó cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro của anh chị nó sẽ không cao được chị. Đấy, ngày hôm nay thì con GMD em cũng bán rồi, thì có thể trong thời gian tới nếu như nó tiếp tục tái tích lũy lên ở cái vùng giá 60 đây tốt thì em sẽ quay trở lại, chả có vấn đề gì anh chị ạ. Đây là trường hợp của nhóm cảng biển nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với một cái nhóm ngành mà ngày hôm nay đã có cái sự điều chỉnh
điều chỉnh, một số cổ phiếu điều chỉnh, một số cổ phiếu giữ giá, đó là nhóm ngành dầu khí. Nhóm ngành dầu khí thì anh chị có thể thấy là thực ra ấy, thì nhóm ngành dầu khí này nó vẫn đang vận động rất là tốt, nghĩa là cái giá dầu vẫn đang neo ở mức rất là cao. Nhưng ngày hôm qua em xem, tối hôm qua em xem ấy, thì nhóm ngành dầu khí nó neo ở đâu đó cái mốc giá là khoảng 123 đô. Còn hiện tại thì em không biết được cái nhóm dầu nó đang giá dầu thế giới, giá dầu Brent ấy, nó đang ở mức giá bao nhiêu. Nhưng mà gì trong ngắn hạn ấy thì cổ phiếu dầu khí sẽ cần tích lũy thêm cái nền giá. Tất nhiên là cái giá dầu nó sẽ hỗ trợ cho việc đẩy giá cổ phiếu trong ngắn hạn, về mặt ngắn hạn ấy, ngắn hạn. Nhưng mà về dài ra thì em nghĩ nhóm ngành cổ phiếu của dầu khí sẽ cần phải quá trình tích lũy thêm đấy. Cái việc đi trong giai đoạn tại, nếu như chị cứ nhìn vào giá dầu mà chị FOMO ấy, thì em đánh giá đây là một điều không được tích cực cho lắm. Hiện tại cái thời điểm mà em đang like ấy, thì giá dầu cổ phiếu nó đang ở cái mốc giá 122 đô chị ạ. Nó đang có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với cái phiên ngày hôm qua đấy, nó giảm 0,33 điểm này đấy, nó giảm 0,32 điểm này đấy, tương đương 0,6%. Thực ra là một cái mốc giảm điểm rất là nhẹ thôi, chưa có gì xấu. Thì nếu như giá dầu ngày hôm nay nó điều chỉnh thì ngày mai có thể các cổ phiếu nó dầu khí nó cũng sẽ có nhịp điều chỉnh chị ạ. Đấy, thì ngày hôm nay các cổ phiếu như con PVD này, PVD thì nó đang tăng, phiên trước nó đang mở gap ra, thì có thể trong vài phiên tới nó sẽ quay trở lại bên dưới này, nó lấp lại cái vùng gap ở vùng giá khoảng 23.5 đây đấy, trước khi nó có nhịp, những cái nhịp đi tiếp theo. Nhưng em đánh giá thì PVD cũng sẽ tích cực trong thời gian tới thôi, nó có thể nó tạo một cái vùng nền giá đầy đủ tốt thì nó sẽ đi tiếp thôi anh chị ạ. Đấy, nó không có gì ạ. PVD, BR, sao BR thì tăng khá là mạnh rồi, nhưng anh chị có thể thấy là khi mà các cổ phiếu BR ấy bắt đầu đi lên trên đây, bắt đầu cái xung lực tăng của nó bắt đầu có sự giảm rồi ấy. Cái thanh khoản vào không được lớn nữa, như là những cái phiên tăng lên bên trên này thanh khoản đang có sự cạn đi nhưng nó vẫn tăng đấy, thì đây là một cái tín hiệu để cho anh chị có thể chú ý là nó có thể xảy ra những cái nhịp điều chỉnh, và nó có thể chỉnh lại vùng đỉnh ở bên dưới là khoảng vùng giá 30 bên dưới đấy, cũng có thể chỉnh lại vùng đỉnh bên dưới này đấy, nó chỉnh lại đây nó tạo ra mẫu hình hai đáy ba đáy thì đấy, sau này đi thì chúng ta sẽ tham gia với những nhịp sau này được cho anh chị. Chúng ta không cần gì phải đua lệnh ở phía trên này cả. Đấy là cổ phiếu BR. Tiếp theo là cổ phiếu ổ gas. Cổ phiếu gas thì cũng đang quay trở lại vùng đỉnh này tích lũy thôi. Tích lũy thôi thì có thể sau trong thời gian tới nó cũng tạo thành mẫu hình ở bên trên này. Nó cứ test đi test lại bên trên này thì chúng ta có thể tham gia những đoạn sau này được cho anh chị. Nếu như anh chị có tham gia cái buổi học mà săn điểm nổ của em thì anh chị cũng sẽ biết là nó có quá trình test, chẳng hạn đến lần thứ ba đi, lần thứ hai là bắt đầu anh chị có thể lấy được vị thế sớm rồi đấy. Thì anh chị có thể chú ý con gas này khá là tốt nhá. Trong nhóm ngành này thì em đánh giá cái cổ phiếu những hưởng lợi trực tiếp ấy, đó là cổ phiếu của gas và cổ phiếu của BR đấy, thì anh chị hãy chú ý trong đoạn tiếp theo hai cổ phiếu này, và tiếp đó là cổ phiếu của PVD và PVC. PVD và PVC thì hai cũng là hai cổ phiếu khá là ổn nhá. Đấy là hai cái cổ phiếu tiếp theo. Còn các cổ phiếu khác chẳng hạn như là cổ phiếu của cổ phiếu PVS cũng được anh chị nhá. PVS cũng khá là tốt. Đấy, này có BSR này, PVS này, GAT này, PVD và PVC. Còn những cổ phiếu khác như con cổ phiếu của OI, con này kênh hơi dưới thì anh chị em chúng ta cũng hạn chế tham gia được chưa chị? Hạn chế tham gia PLX. PLX sang tăng thật đấy nhưng mà nó nằm tít bên dưới này thì nó cũng không có gì khả quan. Nó nằm ở bên dưới cái vùng nền giá này anh chị thấy không? Rất là xấu. Đấy thì con PLX chúng ta cũng hạn chế tham gia được chưa? Đấy, chúng ta hãy chọn những cổ phiếu tốt nhất để chúng ta tham gia. Chúng ta ít tiền, chúng ta có ít, chúng ta phải chọn những cổ phiếu tốt nhất chúng ta tham gia. Đấy là cái nhóm ngành cổ phiếu của dầu khí. Tiếp theo chúng ta sẽ điểm qua cái nhóm ngành cổ phiếu của điện anh chị ạ. Đấy, quên mất, rất là lâu em chưa phân tích nhóm điện, nhưng mà thực ra nhóm điện thì em cũng khá là đáng tiếc khi em mà bị bỏ lỡ cái con cổ phiếu NT2 này. Thực ra con NT2 là em đã lọc được ra cuối tuần trước, nghĩa là chủ nhật tuần trước là em cũng đã đưa vào cái zoom khách hàng của em ấy, là đây là sẽ là cái cổ phiếu chúng ta sẽ chú ý. Tuy nhiên thì em còn đánh giá là cái phiên nó chạy nó sẽ giống như cái phiên của con gác của ngày 30, 31 tháng 5 ấy, nó cũng tạo thành mô hình ở đây đấy, nó sẽ chạy đây, nó rất là tương tự như ở đây đấy. Thì em đánh giá là con NT2 rất có khả năng nó sẽ chạy như thế, nhưng mà em mong nó không nói, em mong nó sẽ tạo thêm cái nền giá đây trước khi đi, nhưng mà gì, nhưng mà nó kéo ngay cái phiên của phiên ngày mùng 6 tháng 6, tức là ngay đầu tuần ấy, ngay đầu tuần anh chị đâu đấy, nó kéo ngay vừa mới chủ nhật hôm trước bảo xong thì ngày hôm sau nó kéo luôn đấy. Thì cũng thực ra mình kỳ vọng nhiều quá thì nó lại chạy ngay đấy, mình kỳ vọng nó tạo này nó không chạy nó không tạo nó chạy ngay thì đấy, thì cũng khá đáng tiếc. Nhưng mà con NT2 này nó tăng, nó mở gap đây thì em vẫn đang kỳ vọng nó sẽ có những cái nhịp quay trở lại điều chỉnh bên dưới này, có thể test lại vùng đỉnh ở đây thôi đấy. Thì chúng ta cũng có thể là cái cơ hội để anh chị em chúng ta có thể liên tục trong cái đoạn sau của phiếu trong nhóm ngành cổ phiếu NT2, và cổ phiếu trong nhóm ngành điện ý, là cái cổ phiếu mà anh chị có thể chú ý trong thời gian tới được nhá. Không phải là bây giờ chúng ta mới chú ý đâu, mà chúng ta phải chú ý trước đây rồi, bởi vì có con RE này chính là cái con leader của dòng điện thì nó đã chạy break đỉnh trước đây khá là lâu rồi. Hiện tại thì các cổ phiếu khác trong nhóm ngành điện nó cũng đang chạy. Cổ phiếu RE này thì em đánh giá chúng ta sẽ không mua nữa chị nhá, bởi vì nó đã qua cái điểm mua rồi.
qua điểm mua rồi, hiện tại nó đang dao động lặp và nó có những cái phiên đi lên và cái thanh quả của nó cũng không được thuyết phục cho lắm, thì chúng ta hãy hạn chế. Đấy chị thấy không? Cái phiên này nó bullish lên bên trên này, nhưng mà cái thanh quả của nó không lớn thì cũng tích cực đâu chị nhá. Con GIG sao? GIG thì anh chị chúng ta có thể chú ý trong thời gian tới được. GIG khá là ok nhá. Đấy, GIG khá là ok nếu như con GIG này nó tạo được vùng nền giá đây. Đấy, một vùng nền giá khoảng vùng giá 20 năm bên trên này. Đấy, và gì mà nó có những cái phiên test cung trở lại, nó giống như phiên đây này, cứ một phiên tăng một phiên giảm, khi nó test cung đủ hoặc vài ba phiên nữa thì chúng ta có thể tham gia được. Đây, nó phiên rũ xuống này, hồi lên này, có thể ngày mai đi nó rũ xuống, ngày kia nó hồi lên, thì chúng ta hãy chờ những cái phiên nó hồi lên hướng lên bên trên thì chúng ta sẽ tham gia phía sau. Đấy, anh chị hãy chú ý đến cổ phiếu của GIG được anh chị nhá, và nó sẽ tạo vùng giá nền giá quanh vùng giá 20 năm này, 26 này. Đấy, thanh khoản có sự cạn kiệt dần thì đây là một cái điều rất tuyệt vời để anh chị chúng ta sẽ tham gia giai đoạn sau đối với cổ phiếu GIG. Tiếp theo con GEX. Con GEX này thì em nhìn chart rồi, chúng ta có thể chú ý và chúng ta sẽ tham gia một nhịp đánh T cộng được đối với cổ phiếu GEX trong những phiên tiếp theo. Lý do vì sao? Lý do là con GEX này nó đã có một phiên test cung ngày hôm nay với thanh khoản khá là cạn kiệt, cộng với cái yếu tố là gì? Cộng với yếu tố là thanh khoản ngày hôm nay ở cái biên độ lớn ngày hôm nay dao động rất là bé đây. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là cái sự tham gia của nhà đầu tư không còn nhiều nữa, và khi nó đi lên cái vùng cản bên trên này và nó đi với cái biên độ nến rất là nhỏ và gì thanh khoản rất là thấp, thì đấy là một điều rất là tích cực. Và ngày mai nếu như cổ phiếu của GEX nó đi thì chúng ta hãy tự tin giải ngân được chưa chị? Và cái thanh khoản của cái phiên ngày mai thì nó ít nhất nó phải đạt đâu đó khoảng 22 triệu cổ phiếu được chưa chị? 22 triệu cổ phiếu và giá phải tăng qua cái vùng kháng cự gần nhất, đó là cái vùng giá 24, thì chúng ta có thể giải ngân được đối với cổ phiếu của GEX anh chị nhé. Đấy, thì anh chị hãy chú ý đến cổ phiếu GEX trong phiên ngày mai, thì rất có thể phiên ngày mai cổ phiếu GEX nó sẽ đi và nó xác nhận hình thành cái mô hình hai đáy đây, một đáy này hai đáy được chơi chị. Đấy, thì chúng ta cứ tham gia thôi, khi nó về thì chúng ta sẽ xử lý sau, nhưng trước mắt là em đánh giá cổ phiếu GEX sẽ là cổ phiếu anh chị nên chú ý trong những phiên tiếp theo được chơi chị. Đấy, chú ý giúp em. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cổ phiếu QTB. Cổ phiếu QTB thì cũng là một cổ phiếu khá là tốt trong đoạn sắp tới anh chị có thể để ý, nhưng anh chị có thể thấy nó đang có một vùng cản bên trên này khá là dày. Đấy, cái vùng cản từ vùng giá 17.6 đổ lên là vùng cản khá là dày, thì nó có thể tạo một vùng nền giá bên đây, tạo vùng nền giá đây được chưa anh chị? Đấy, vùng giá 7.6 vào nó đi thì chúng ta có thể tham gia một cái nhịp sau này đối với cổ phiếu của QTB. Cổ phiếu QTB anh chị cũng có thể tham gia được anh chị nhá. Đấy, tiếp theo là có TV2. TV2 thì kênh hơi dưới một chút, TV2 kênh hơi dưới một chút. Đấy, nhưng trước mắt thì nó có thể target của nó sẽ quay trở lại vùng kháng cự bên trên, đó là vùng giá khoảng 57.7. 57.7 anh chị nhá. Đấy, có thể quay trở lại bên trên này, nhưng mà chúng ta sẽ không mua được nữa bởi vì cổ phiếu của TV2 nó sẽ có điểm mua phát sinh vào ngày mùng 7 tháng 6 đây với giá và thanh khoản tăng mạnh ở đây. Còn hiện tại nếu chị mua anh chị sẽ gặp phải những cái nhịp đu và anh chị sẽ không bao giờ biết về bờ nếu như nó có cái nhịp tái tích lũy trở lại bên đây, được chưa? Vùng giá 53, 52. Đấy, thì khi đó có thể nó sẽ tạo ra mô hình vai đầu vai ở đây thì chúng ta cũng có thể tham gia được cái nhịp sau này. Đấy, một nhịp ngắn để đi trên đây. Đấy, chị chú ý chúng ta sẽ không tham gia vội. Hãy đợi cho tích lũy đủ nền giá và xác nhận yếu tố giá khối lượng chúng ta sẽ tham gia. Tiếp theo chúng ta có thể đến với cổ phiếu của con TTA. TTA thì cũng rất là gần như giống các cổ phiếu điện. Hiện tại thì nó có một phiên break khá là mạnh của phiên ngày mùng 7 tháng 6 đây. Thì hiện tại nó vận động khá là tích cực anh chị ạ. Đấy, nó có hai phiên đi ngang với thanh khoản có sự cạn kiệt, đây là một điều rất là tích cực. Trong thời gian tới nếu như cổ phiếu TTA này nó tiếp tục đi ngang cái vùng giá khoảng 14.5 và nó bật tăng thì chúng ta cũng có thể tham gia với một tỷ trọng nhỏ thôi chị nhá. Tham gia tỷ trọng nhỏ thôi chị ạ, bởi vì nó đang có vùng cản khá là lớn đây. Đấy, cản nhiều lắm. Đấy, thì anh chị có tham gia thì tham gia tỷ trọng nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà em không khuyến nghị anh chị tham gia những cái con tên như của TTA quá nhiều. Anh chị hãy tập trung những cổ phiếu kênh trên, như con chẳng hạn như cổ phiếu của Ri hơi cao, như GIG. Đấy, nó tiếp cận về đỉnh này thì chúng ta sẽ có thể chú ý được nhiều hơn. Đấy là cổ phiếu của con tiếp theo chúng ta sẽ đến với con PAO nhá, POW. Đấy chị thấy không? Đấy, PAO này. Nó đang gặp lại vùng kháng cự này thì chúng ta sẽ không tham gia, nhưng anh chị có thể chú ý trong thời gian tới được. Đấy, nó có những cái dấu hiệu dòng tiền lớn tham gia liên tục đây, khá là tốt. Đấy, thì nó có thể quay trở lại vùng đỉnh bên trên này thì chúng ta có thể chú ý trong đoạn sắp tới được. Đấy, nó có thể kéo lên vùng giá bên trên này. Đấy, kéo lên đây. Kéo lên vùng giá bên trên này và gì tạo một cái nền giá đủ tốt đây thì chúng ta sẽ tham gia nếu như nó hình thành mô hình vai đầu vai. Đấy, chúng ta chưa cần phải tham gia vội được chưa chị? PAO, nói chung là các cổ phiếu trong nhóm ngành điện là cái nhóm ngành mà chúng ta phải cần phải chú ý trong đoạn sắp tới nhá. Đừng bỏ lỡ nhóm ngành điện. Đấy, em một phân tích một số cổ phiếu đấy thì anh chị có thể để lại bên phần comment bên dưới những cổ phiếu anh chị đang quan tâm để chúng ta có thể phân tích trong những phiên tiếp theo. Kịch bản trong những phiên tiếp theo em sẽ phân tích nó có PC1 nhá. Đấy, PC1 rất là tích cực đúng không chị? Đấy, PC1 nó kéo lên gần như là kênh giữa rồi. Đấy, thì hiện tại nó đang gặp lại vùng đỉnh này đâu. Đấy, và gặp lại vùng đỉnh thì sao? Gặp lại vùng đỉnh thì có thể nó sẽ có quá trình đi ngang ở vùng giá bên trên này, vùng giá 43 này.
khoảng thời gian, có thể nó quay trở lại đây, nó test lại, nó lấp lại gap bên dưới này. Đấy, lấp lại gap ở đâu đó cái khoảng vùng giá bao nhiêu? Khoảng vùng giá 40.2. Vùng giá 40.2 thì nó sẽ đi tiếp, chẳng có gì ạ chị. Nó rất là khỏe anh chị. Đấy, anh chị có thể chú ý đến cổ phiếu của con PC1 được nhá. Đấy, chú ý trong thời gian tới được, nhưng mà phải đảm bảo yếu tố vùng giá mua cho em. Đấy, nó tạo một cái vùng nền giá đây, nó bật tăng tiếp thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia khi nó có sự xác nhận về giá khối lượng. Đấy, đấy là cổ phiếu của nhóm ngành điện. Ngày hôm nay thì cổ phiếu trong nhóm ngành như là dịch vụ, như nhóm ngành của dịch vụ tài chính, nhóm ngành chứng khoán thì ngày hôm nay nó cũng có cái sự điều chỉnh sau cái phiên tăng khá là tốt ngày hôm qua. Đấy, nhóm ngành chứng khoán thì như em nói rồi, trong cái giai đoạn thị trường hiện tại thanh khoản thấp ấy, thì chúng ta chỉ đánh nhịp ngắn thôi, và chúng ta cũng mua ở cái nền và bán ở cái điểm nổi. Đấy, ngày hôm nay thì cổ phiếu của FTS ngày hôm nay T3 về thì em và khách hàng cũng đã bán được cái vùng giá bên trên cao này. Tất nhiên là trong những phiên tới nó đi tiếp thì thôi, mình cũng kệ thôi, tại vì mình đánh ngắn mà. Đấy, mua ở đây và bán ở cái vùng giá bên trên, khi nó kéo bull mạnh lên bên trên thì mình sẽ bán dần ra. Đấy là cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán, hay là con SSI này. Đấy, nó vẫn đang rất là yếu chị ạ, mặc dù ngày mai test cung đang còn thấp, nhưng mà để chúng ta mua mới, trừ khi nó phải có những cái sự bật tăng rất là mạnh mẽ vùng giá bên trên này. Đấy, nhóm ngành chứng khoán thì em sẽ không phân tích kỹ nhá. Ngày hôm nay nhóm ngành thép cũng khá là tích cực, nhưng mà để mua mới nhóm ngành thép thì em cũng đánh giá nó chưa có gì tích cực lắm để chúng ta mua. Như kiểu cả con năm kim này chị thấy nó cũng chưa có gì tích cực, nó chỉ là những cái phiên đi lên từ vùng đáy thôi, thanh khoản vào tốt, nhưng mà nó kênh dưới này thì nó nhiều cản thì chúng ta cũng hạn chế tham gia. Đấy, ngày mai tăng thì tăng tốt thật, nhưng mà nói chung là nó giảm nhiều, nó phải tăng như thế thôi. Nên nhóm ngành thép em sẽ không phân tích kỹ chị nhá. Anh chị nếu quan tâm thì anh chị cứ để bên dưới phần comment, em sẽ phân tích giúp anh chị. Đấy, đấy là một số cổ phiếu trong trong phiên ngày hôm nay đã vận động. Đấy, trong cái cổng video thì em sẽ không thể phân tích được hết, thì anh chị nhớ để lại phần comment và anh chị hãy giúp em like video này, đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để cập nhật những video tiếp theo của em, để em có thêm động lực để làm ra những video chất lượng gửi tới anh chị em đầu tư. Đấy, nếu như anh chị chúng ta vẫn chưa có cái phương hướng giao dịch trong thời gian tới, chưa biết những cái mã cổ phiếu nào chúng ta có thể tham gia, thì anh chị có thể tham gia về làm chung về làm khách hàng của em với cái việc mở tài khoản tại công ty chứng khoán VPS, gắn ID của em và giao dịch trên tài khoản đó, là chúng ta sẽ đi cùng với nhau. Nó không phải trong một chu kỳ này mà nó còn rất nhiều chu kỳ tiếp theo chị nhá. Và nếu như chị quen giao dịch ở những công ty khác thì anh chị có thể tham gia theo cái dạng là Zoom thu phí của em. Đấy, thì đấy là hai cái lựa chọn cho anh chị. Và anh chị có thể tham gia với Zoom cộng đồng, em để bên dưới phần comment để chúng ta trao đổi những cái cổ đầu tư, và anh chị cũng có thể hỏi em về những cái mã cổ phiếu trong cái phiên giao dịch, em sẽ trả lời trực tiếp để anh chị đưa ra những cái hướng giải quyết tốt nhất. Thì cảm ơn anh chị đã lắng nghe video của em tới điểm hiện tại, thì rất là cảm ơn anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo, và chúc anh chị có những phiên giao dịch tiếp theo thành công.